Nhưng mà có một cái điều là gì anh chị ạ? Phúc đức của kiếp trước hay là phúc đức của kiếp này đều do chính chúng ta tạo ra anh chị ạ. Cho nên là nếu như chúng ta ngay lúc này ngay bây giờ không tạo ra cho mình những cái phước đức thì chúng ta cũng không có được những cái quả ngọt để mà chúng ta hưởng trong tương lai đâu ạ. Và như số anh chị đã hiểu được điều này rồi ạ. Và thay vì là mình ngồi đó mình nói là người này có phước đức cho nên họ thành công, người kia có phước đức cho nên họ giàu có, người nọ có phước đức cho nên họ hạnh phúc, vậy thì bạn không có sao, bạn không có phước đức sao? Và nếu như hiện tại bạn chưa có cái phước đức đó thì bạn hãy tạo ra nó đi ạ. Vậy thì chính bạn sẽ là cái người tạo ra cái điều đó. Và bạn hãy nhớ rằng cái sự thành công và giàu có là được tạo ra từ chính chúng ta, và cái sự hạnh phúc nó cũng được tạo ra từ chính chúng ta anh chị ạ, và cái sức khỏe cũng được tạo ra từ chính chúng ta. Và có thể nói một điều là tất cả mọi thứ đều được tạo ra từ chính chúng ta. Và nếu như chúng ta muốn tạo ra cho mình được cái sự thu hút những cái điều tốt đẹp từ vũ trụ, từ những cái điều hạnh phúc trong cuộc sống này đến với cuộc đời của mỗi chúng ta, thì chúng ta phải là người tạo ra cái điều đó, và chúng ta hãy tạo ra từ ngay từ bây giờ đi. Bởi vì sao ạ? Hiện tại thì không thay đổi được, và những kết quả trong hiện tại của bạn thì đã không thay đổi được rồi. Và nếu như muốn thay đổi kết quả của hiện tại thì chúng ta phải thay đổi những cái hành động trong quá khứ. Nhưng mà hiện tại thì không thay đổi được nữa rồi. Nhưng mà tương lai thì chưa xảy ra. Và cái kết quả tương lai của chúng ta như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào những cái hành động, những cái việc chúng ta làm trong thời điểm hiện tại này. Và những cái kết quả xảy ra trong tương lai và những cái kết quả xảy ra trong tương lai nó phụ thuộc hoàn toàn vào những cái hành động chúng ta làm ngay lúc này, ngay hiện tại thời điểm này ạ. Chúng ta hãy tự tạo phước đức cho mình đi ạ, ngay lúc này ngay bây giờ. Chúng ta hãy tự tạo ra cái phước đức cho chính mình trong cuộc đời của mình. Để làm gì ạ? Để chúng ta trong tương lai sẽ có một cái tương lai huy hoàng, có một cái tương lai tươi sáng, có một cái tương lai thành công, một cái tương lai hạnh phúc, một cái tương lai giàu có. Chúng ta hoàn toàn làm được những cái điều đó bằng cách là trong thời điểm hiện tại, ngay lúc này, ngay bây giờ, chúng ta hãy làm những cái hành động để cho chúng ta có được những cái quả ngọt, những cái phước đức của chúng ta trong tương lai đi ạ.